Hiện tại kênh MBB đã đạt được hơn 900.000 lượt đăng ký đấy các bạn ạ. Sắp đạt được 1 triệu sắp rồi. Nhưng mà số bạn xem video, kích vào nút đăng ký ủng hộ nhân MBB chỉ có 17% thôi. Còn 82% là chưa đăng ký. Nên là các bạn đang xem cái video này của mình, các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh để giúp mình sớm ngày được 1 triệu lượt đăng ký các bạn nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là nhân MBB đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về vũ trụ Discovery Planet nha. Ngày hôm nay cũng có những cái video cực kỳ hay, các bạn cùng mình theo dõi nha. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu video thế nào các bạn ơi. Thì ở đầu video, nhân BB thấy con Discovery Planet trong bụng nó có rất nhiều lưỡi cưa cùng mấy tên Discovery Planet trực thăng đang phá hủy cái thành phố này các bạn ạ. Chúng ta cùng nhau xem nha. Ui giời ơi, đông chưa? Đây, con Discovery Planet trực thăng này các bạn này. Ui, mấy con các bạn ạ. Ui, đột nhiên bọn chúng bay lên cao hơn các bạn ơi. Vì bọn nó nhìn thấy, ui, một TV Woman các bạn ạ. Đây là con của TV Man và chị TV Woman lớn đấy các bạn ơi. TV Woman này có cái đuôi đúng không các bạn ơi, và có cánh nó này. Còn đây là tên Discovery Planet lưỡi cưa đúng không? Nó đang sợ chị ấy này các bạn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Chị ấy nhanh cực kỳ luôn. Đột nhiên cái đội quân này nó đến các bạn ơi. Đội quân này thì có vẻ như nó không sợ đâu các bạn ạ. Ui, nhưng mà khoan, đằng sau chị ấy là một đội quân khác các bạn ơi. À, đây là đội quân kiểu như là bồn cầu đầu TV Man và bồn cầu đầu Camera Man các bạn ạ. Những anh này hiện tại là đang là người tốt các bạn nha. À, đột nhiên, ui, trời ơi các bạn nhìn này, ở dưới đất mọc lên một anh Titan TV Man các bạn ơi. Ui, anh này cũng rất là to luôn. Và trên đầu anh này mọc thêm hai cái gì nữa đấy các bạn ơi. Cái tóc hay là cái sừng của anh ấy các bạn ơi. Ui, chất thật đấy các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn thấy anh này ngầu chưa? Mọc từ dưới đất mọc lên luôn các bạn ạ. Nhìn này, đây các bạn nhìn nhá. Mình bất ngờ luôn các bạn ơi. Đây nhá, dưới đất đột nhiên xuất hiện một cái đốm đỏ. Anh ấy chui từ dưới đất lên luôn các bạn ạ. Ui, đẳng cấp thế nhỉ. Ui, không biết anh này có sức mạnh thế nào các bạn ơi. Mình nhìn thấy anh này thì ngầu lắm các bạn ạ. Đột nhiên, trời ơi, cái gì vậy? Ui, chuyện gì xảy ra vậy các bạn ơi? Anh ấy có vẻ đang nổi cáu đây rồi. Ui, 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 trời ơi, ghê à. Hay đấy các bạn ơi. Video đầu tiên chúng ta đã xem xong khá là hay. Và đây cũng là một cái video nữa cực kỳ hay về vũ trụ Discovery Planet các bạn ạ. Mình nhìn thấy có anh bồn cầu đầu đồng hồ này, bồn cầu đầu cameraman này, bồn cầu đầu speakerman này, và cái tên G-Man này các bạn ơi. Ui, cái tên G-Man này bây giờ hắn đang là người tốt các bạn nha. Cái tên G-Man này này bây giờ hắn đang bị người đầu đồng hồ thôi miên. Người đầu đồng hồ đang điều khiển hắn các bạn ạ. À, mình nhìn thấy có cả Speakerman công nghệ đang đứng ở đây này. Chúng ta cùng nhau xem cái video này nha các bạn nha. Xem chuyện gì xảy ra và có hay không nha các bạn nha. Ok. Ui, đột nhiên một đoàn khói đen xuất hiện. À, trời ơi, cái tên Discovery Internet đầu lâu này và cái tên nhà khoa học bọn chúng xuất hiện này. Ui, tên nhà khoa học chỉ ra bên kia, bảo với tên đầu lâu này mau ra tiêu diệt bọn chúng đi. À, không biết một mình tên đầu đông này có thể tiêu diệt được cả một đội quân kia không các bạn ơi. Chúng ta cùng nhau xem nha. Nào, nào, tên đầu đông này làm gì đây? Hắn đã nổi điên lên rồi đấy. Ui giời, à, trời ơi. Ui các bạn ơi. Ui, tên đầu đông này á, nó còn quýnh luôn cả nhà khoa học luôn các bạn ạ. Nó không sợ nhà khoa học luôn. Ui, tên đầu đông này tức là bây giờ hắn là đại ca luôn rồi. Nhà khoa học không thể nào mà sai khiến được hắn. Hắn thích làm cái gì thì làm các bạn ơi. Nhà khoa học cũng bị hắn huýnh bay luôn các bạn. Nhìn lại đây, nhà khoa học của chúng tôi này. Ôi không, ấy được rồi, trận chiến này cực kỳ hay luôn. Có cả anh Titan người đồng hồ này các bạn này. Nào xem nào chúng. Ui, đầu tiên G-Man và các chiến binh xông lên. Ủa, G-Man bỏ chạy à? Ui, để lại một mình người đầu đồng hồ Titan không? À không, đây rồi, đây rồi, các chiến binh đã tấn công rồi. Ui, nhưng mà nó phun cái chất gì màu xanh một cái à. Anh bồn cầu đầu đồng hồ bị ngã luôn các bạn ơi. Ở mồm nói các bạn ạ. Kinh quá. Ui giời ơi, đang xem hay thì hết mất rồi các bạn ơi. Tiếc quá. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi tiếp nha các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái video cực kỳ hay luôn các bạn ơi. Đấy, bạn biết cái video này không? Đây, video Discovery Planet tập 6 năm. Nhưng mà nó lại là Roblox các bạn ơi. Nó là Lego các bạn ơi. Đấy, chúng ta cùng nhau xem nha. À, Roblox nào. Đây, đầu tiên mình thấy một anh cameraman đang giơ tay nên sợ hãi các bạn ơi. Đột nhiên có một cái giám sát đi cùng người anh. Đấy các bạn thấy chưa? Đây cảnh sát này. Cảnh sát này giống cảnh sát trong Roblox đấy các bạn ạ. Đấy, nó giống kiểu Discovery Planet tập 6 năm nhưng mà nó chỉ biến đổi thôi.
người nhân vật ở trong cái video này lại là Roblox các bạn ạ. À thế hay đấy, chúng ta cùng nhau xem nha. À, một tên cảnh sát Roblox siêu cấp VIP luôn các bạn ơi. Nhưng mà đấy các bạn biết rồi đây. Ơi các bạn nhìn cái mặt của nó này, nó cười bựa chưa? Nó cười bựa nha. Đây đúng là khuôn mặt trong Roblox rồi các bạn ạ. Nó cười xong một cái á, xong rồi nó đi luôn các bạn ơi. Ê chà chà, đột nhiên tên sở cơ bị tôi nét nưỡi cưa này có tên nhà khoa học đâu, và rất nhiều những tên sở cơ bị tôi nát khác có mặt ở đây các bạn ạ. Đấy, tên nhà khoa học tên ai? Ui rồi ôi, tên nhà khoa học trong Roblox này mặt nó màu tím luôn các bạn ơi, lúc nào cũng trong tình trạng tím tái và sợ hãi các chiến binh của chúng ta luôn các bạn ạ. À, chà chà chà, tưởng chế thế nào. À còn đây là cái tên máy bay trực thăng này, xem nó chuyện gì xảy ra các bạn nha. G-man xuất hiện. Ui trời, sao cái tên G-man này mà nhìn hắn nó như trẻ con vậy các bạn ơi, nhìn mặt của nó này. Ui giời ơi, đúng là các nhân vật trong Roblox có khác các bạn ơi. G-man nhìn như tên trẻ con này các bạn ơi, nhưng được cái vũ khí và cái bệ skeletonet của nó cũng nhìn rất là mạnh luôn, có tên nửa các thứ đoàn hoàng các bạn ơi, có tai nghe các thứ đoàn hoàng đấy, nói chung là hắn cũng mạnh đấy các bạn ạ. Rồi chúng ta cùng nhau xem chuyện gì xảy ra nha. Nào, tên G-man đã về với đội bắn. The Picker Man, The Camera Man đã xuất hiện. Ui, nhìn hai anh này trong bộ dạng Roblox nhìn cũng khá là ngầu nha. Vì mình thấy có khá là nhiều cái đèn sáng luôn các bạn ơi. À, chất thật sự đi các bạn ạ. Ui, nhìn cũng đẹp mà đúng không? Nhưng mà nhìn nó không thật bằng cái kia thôi, chứ thực ra là bạn nào thích Roblox thì nhìn thích cái này lắm đấy các bạn ạ. Mình thì cũng yêu Roblox nên là mình cũng rất thích hai ngày luôn các bạn ơi. Chúng ta cùng nhau xem tiếp nha, xem chuyện gì xảy ra nha. Nào, chuyện gì đây. Ơ, tên G-man đã phát hiện ra mình bị nhà khoa học phản bội rồi. À, G-man há mồm ra kiểu sợ hãi các bạn ơi. Trời ơi, sao lại bỏ ta đi, trời ơi, một mình ta thì làm sao mà đấu lại được với bọn chúng. Nhưng mà rất tiếc G-man nghĩ chẳng làm gì được đâu, nó cũng đã nổi điên lên rồi các bạn ơi. Trong Roblox mà mắt nó cũng phát sáng lên được này các bạn ơi, kinh thật đấy nhỉ. Nó chuẩn bị tấn công khi tràn cameraman. Ui sức mạnh của nó kinh khủng ơi, tấn công nó sâu đến. Ui đẹp đấy anh ơi, tấn công nó đi nào cameraman, tấn công. Hay quá, nó bị vỡ cái tay hết rồi. Đấy, nhìn các bạn nhìn này, cameraman bắn nó một cái hơi bị chất luôn các bạn nhìn nha. Đây, vũ khí của anh cameraman. Nó sẽ cái men xông đến, hét vào tai các bạn ơi. Ui, đẩy ra, nó xông đến, ăn thịt Titan cameraman nhưng không được. À, giờ Pickerman đây sáng cái chỗ này đang sáng nhưng mà không thành công các bạn ơi. À, xả liên tục luôn, trời ơi. Vì nó đâu có phải là thằng G-man đâu, nó đâu có phải là thằng G-man đâu mà mình xả nước nó đúng không các bạn nhỉ. Ấy giời ơi, Spiderman với lại Titan cameraman quả này bị lừa mà đúng không các bạn. Có biết cái xem cái video sở cơ bini tôi nét tập 65 chưa? Ok, bạn nào xem rồi bình luận bên dưới nhân BB biết nha. À, ui Spiderman bị nó quấy cho. Ui rồi, Titan cameraman từ đằng sau từ cái búa đập đầu nó. Đúng rồi ấy, bắt đầu từ lúc này là tên G-man bị các chiến binh của chúng ta quýnh cho sấp mặt mũi luôn các bạn ạ. À, không có gì luôn, không có gì để nói luôn các bạn ơi. À, ý giời ơi, quýnh nó đi ạ. Tăng cameraman ạ, ý giời ơi, liên tục rồi. Mà nó luôn thì là nó vẫn không bị sao các bạn ạ. À, nhưng mà phải nói là được cái anh Titan cameraman có cái lá chắn này các bạn ạ. Cái lá chắn này mạnh thật đi các bạn ạ. À, đấy, được anh Titan cameraman bao nhiêu cuộc tấn công của cái tên G-man này luôn các bạn ơi. À, chất thật đấy. Thì sẽ xảy ra đây, dẫn cái mẹ sông đến tấn công. Ui, ui, hỏng mắt nó luôn các bạn ơi. À, sau đó thì Titan cameraman phun ánh sáng nó sang tiên mắt mà tiên cháy nó luôn các bạn ơi. À, lần này có đúng một tên G-man thật không hay là một tên giả vờ đây? Đúng vậy. À, các bạn thấy chưa, cái gì đây, zit it lot, cái gì đây, real. À, không phải là G-man thật, các mi đã bị chôn. À, quá cay cú luôn. Thì ra đây là một cái bẫy trên trời rất nhiều những cái sợi cơ bị tôi nhắc tăng cả như cái. Ui rồi ôi, những cái khô, những cái mà thùng dầu xuống, thế là anh Titan cameraman của chúng ta
ta và anh Spiderman. Anh Spiderman thì đã bị thương các bạn ơi. Đấy, nhưng mà anh vẫn đứng dậy được vì anh đã nhám được. Còn anh Titan Cameraman của chúng ta thì sao? Anh ấy đã bị thiêu cháy. Bàn tay anh ấy đã bị thương các bạn ạ. Ôi không, anh ấy ra dấu ký hiệu, anh ấy không sao. Nhưng thực ra anh ấy đang rất là đau các bạn ơi. À, chúng ta đã bị lừa mà đúng không các bạn ơi? Ok các bạn nha. Thì nhân BB xin cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Các bạn có thấy thích cái video này không? Nếu các bạn yêu quý nhân BB, nếu các bạn muốn xem nhân BB phân tích những gì video về Scorpionet cực kỳ hay, thì các bạn hãy ấn nút like và ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ nhân BB nha. Giúp mình có động lực làm ra thật nhiều video hay hơn cho các bạn xem nha. Bây giờ mình xin hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình. Hoặc là các bạn hãy vào kênh nhân BB nha. Xem nha, có nhiều video hay lắm đấy các bạn ạ. Ok.